Hello, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Thái Hoàng HD. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về một cái trend đang rất là hot ở trên TikTok. Thì như mọi người có thể thấy thì đến thời điểm hiện tại thì TikTok đang ngày càng trở thành một trong những cái lựa chọn hàng đầu với kênh giải trí. Những cái người sáng tạo nội dung ở trên TikTok ấy, thì họ liên tục tạo ra những cái trend mới để tạo nên những cái video cuốn hút và hấp dẫn người xem nhiều hơn. Thì cái trend mà mình muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay đó chính là Timmy Trend. Đây mọi người, mình sẽ mở TikTok lên cho mọi người xem nhé. Rồi mọi người gõ vào ô tìm kiếm này, Timmy Trend đó, hay còn gọi là cái trend nhanh chậm. Đây mình sẽ play thử một số cái video cho mọi người xem này. Hay là đây này. Rất là cuốn hút đúng không? Có rất là nhiều app có thể làm được cái trend này, thì ngày hôm nay mình sẽ dùng cái app VN nhé, VN để hướng dẫn cho mọi người cách làm cái trend này. Ở thì trên cái kênh channel của bọn mình đã quay một cái video hướng dẫn rất là chi tiết cách sử dụng, cách tải và cách sử dụng cái app VN này nhé. Thì mọi người có thể tìm kiếm ở trong kênh của bọn mình và xem cách sử dụng của cái app VN này. Ok, bước đầu tiên mình sẽ mở app này lên nhá. App VN này. Mình sẽ tải cái video lên này. New project này. Đây mình chọn video này nhá. Rồi mình sẽ play thử cho mọi người xem này. Bước đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải tách cái âm thanh và cái hình ảnh của cái video này ra. Thì mọi người sẽ chọn vào video này. Sau đó chọn vào volume và giảm cái mức âm lượng về 0 này. Đó, thì chúng ta đã video này gần như đã không còn tiếng nữa rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tải cái âm thanh gốc của cái video này lên. Đây mọi người kích vào biểu tượng này nhá. Chọn music này. My music này. Và tiếp theo là extract from video. Thì cái video nào mà mọi người muốn tách cái âm thanh ra thì mọi người có thể chọn nhé. Đây thì mình sẽ chọn video này. Rồi mình sẽ đặt tên là dancer đi. Ok. Và mình sẽ cho vào cái album này. Thì đây là mình sẽ có một cái đoạn là dancer này. Mình sẽ play thử cho mọi người xem nhé. Ok, xong mọi người tích vào dấu V này. Đây mọi người có thể thấy là cái đoạn âm thanh và hình ảnh đã được tách ra làm hai nè. Đó. Cái bước tiếp theo chúng ta cần phải làm đó là chúng ta sẽ bắt beat cho cái đoạn âm thanh này nhá. Thì mọi người chọn vào đoạn âm thanh này nè. Đó. Đây, beat đây. Xin làm được. Beat đây đó, xin là cái hình lá cờ nhá. Các bạn muốn bắt vào cái điểm beat nào nhá thì chúng ta sẽ lựa chọn cái điểm beat đó này. Sau đó ấn vào cái hình lá cờ đỏ bên dưới này. Đó. Cái điểm bắt beat này thì tùy theo các bạn đấy nhá. Ví dụ các bạn muốn tác động vào cái đoạn video nào muốn nhanh, cái đoạn video nào muốn chậm thì cái này tùy vào các bạn nhá. Okay, thì mình sẽ bắt một số cái điểm beat này. Hoặc để dễ hơn thì các bạn có thể play video này. Đó. Ví dụ như đến cái điểm này nhá. Đến các bạn muốn bắt beat đến điểm này là muốn chuyển động nhanh hơn này. Đó thì các bạn đưa cái thanh trượt này đến cái đoạn này này, sau đó vào cái video thanh. Mình chọn beat này và mình sẽ bắt beat ở cái điểm này. Thì cái này tùy theo các bạn nhé. Mọi người thì mình sẽ bắt thêm một vài điểm beat nữa này. Ok. Bước tiếp theo là chúng ta chọn vào đến những cái điểm beat này này. Đó, khi các bạn chọn vào điểm beat thì cái hình mọi người có để ý thấy là cái điểm điểm beat này nó sẽ sáng lên nhá. Đó. Mình chọn vào split này. Mình cắt cái video này ra. Tiếp theo đến điểm thứ hai này. Split tiếp này. Tiếp tục như thế thì chúng ta sẽ cắt nhé.
Tiếp theo thì sau khi mình cắt cái video của mình ra thành những cái đoạn nhỏ nhá, thì mọi người chọn vào những cái đoạn video này nhá, rồi mọi người chọn vào speed này, speed chính là tốc độ nhá, curve này, một curve này nhá, và mọi người chọn cho mình cái preset này này, và chọn jump cut nhá. Đó thì mọi người có thể thấy là giống như hình quả núi đúng không? Thì những cái điểm nào nhô cao lên này là những cái điểm mà tốc độ video của mình nó sẽ nhanh hơn. Nên mình sẽ play lại cho mọi người xem này. Đó, lúc đầu khá là chậm này, đến đoạn giữa sẽ nhanh hơn và đến sau lại chậm này. Thì đó là một số cái định dạng nhanh chậm mà phần mềm nó cung cấp cho chúng ta này. Nên mình sẽ thử cho mọi người một cái định dạng khác này. Play thử nhá. Đó. Thì những cái điểm đến những điểm nào càng cao này thì tốc độ càng nhanh này, còn những điểm nằm ở phía dưới này thì tốc độ sẽ càng chậm. Hoặc mọi người cũng có thể tự chỉnh theo cái tốc độ mình mong muốn nhá. Đây, mình sẽ chỉnh cho mọi người xem. Rồi mình sẽ play thử. Đó. Rồi sau khi đã ưng ý rồi thì mình ấn vào dấu V nhá. Và cứ tiếp tục như thế thì mọi người chỉnh các cái đoạn tiếp theo nhá. Chọn vào phân đoạn tiếp theo này, mình ấn tiếp tục vào speed này. Rồi đây mình sẽ chọn vào đây, mình chọn định dạng này đi. Ok, thì mọi người cứ điều chỉnh các video tiếp theo nhé. Đó, tiếp theo này. Ok. Rồi, sau khi đã điều chỉnh hết tất cả những cái đoạn video nhé, thì mình sẽ play thử cho mọi người xem này. Mình sẽ kéo về đầu nhé, mình play này. Video của mình đã trở nên sinh động hơn rất hơn rất nhiều. Ngoài ra mọi người có thể thêm những cái hiệu ứng nhé, hiệu ứng đẹp cho video. Ví dụ những cái đoạn mà mọi người muốn làm nổi bật lên này thì mọi người ấn vào filter này, đó, thêm hiệu ứng màu sắc này. Có khá là nhiều hiệu ứng màu sắc nên mình chọn vào này cho nổi bật nhé. Ok, mình sẽ play thử này. Đó. Sau khi mọi người đã chỉnh ưng ý hết được tất cả các phân đoạn nhá, thì mọi người sẽ ấn vào export này để xuất cái video của mình ra này. Bên mục auto nhá là bên phần mềm nó sẽ tự động tùy chỉnh cái định dạng cho mình cho cái video của mình này. Còn bên manual là bên mà các bạn sẽ tùy chỉnh nhá. Các bạn muốn video của mình có cái độ phân giải bao nhiêu này, 720 này hoặc 1080 này, hoặc FPS bao nhiêu này các bạn có thể điều chỉnh này. Thế thì sau đó thì mình sẽ export ra thôi. Đây, và mình đã có được cái video của mình nhá. Thì đây là một cái tip khá là đơn giản thôi. Nếu mọi người mà có muốn mình chia sẻ thêm về cái tip hoặc cái channel nào nhá, thì mọi người có thể comment ở bên dưới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.